Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Ảnh cấp bà cực xinh đẹp của người đẹp có làn da đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Phạm Thị Phương Quỳnh đã lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và giành giải phụ người đẹp có làn da đẹp nhất cuộc thi. Phạm Thị Phương Quỳnh, sinh năm 2000, nữ sinh Đại học Tài chính Marketing, là cô gái lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, Phương Quỳnh giành giải phụ người đẹp có làn da đẹp nhất cuộc thi. Người đẹp Đồng Nai cao 1,74m, nặng 54kg. Từ thời cấp 3 của Phương Quỳnh đã sở hữu chiều cao nổi trội với gương mặt dễ thương và rất đáng yêu. Có thể nói Phương Quỳnh đã sở hữu gương mặt khả ái nhất trong dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô nàng có sống mũi cao, môi trái tim, gương mặt trái xoan và hàng lông mày lá liễu. Trong bất cứ hình ảnh nào của cô, dù bị chụp nén, Phương Quỳnh vẫn xinh đẹp và rạng ngời. Phương Quỳnh chia sẻ, mục đích của cô khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là để trau dồi kinh nghiệm sống, giúp bản thân tự tin hơn. Ngày trước, Phương Quỳnh từng tự ti vì cao lồi trội so với bạn bè. Cô cũng không hài lòng với nụ cười của mình cho tới khi Phương Quỳnh tiết lộ cô vui khi MC đọc tên Đỗ Thị Hà cho ngôi vị cao nhất. Với Phương Quỳnh, Đỗ Thị Hà là cô gái vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Đôi chân thẳng tắp, thon dài của Phương Quỳnh từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Phương Quỳnh liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí nổi bật cũng như nhận được nhiều lời mời từ các nhà mốt trong nước. Phương Quỳnh khẳng định dù trước hay sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam năm 2020, cô vẫn luôn độc lập và không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Chia sẻ, giúp bản thân để trau dồi tiền bạc danh vọng, tôi khẳng định sẽ không có điều đó. Tôi tự tin mình có bản lĩnh để tránh đi những cám dỗ, Phương Quỳnh nhấn mạnh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.